Xin chào cả nhà nha. Bữa nay hồi sáng mình có quýnh mấy cái tấm rọ cả nha. Giờ thì cũng trưa rồi, mình xuống kéo nha cả nhà. Nước này nước ngày nha. Hai vợ chồng đi kéo rọ nha. Đi em ơi. Đi đi. Để kéo nha cả nhà ơi, kéo rọ. 8 cái. Kéo rọ. Kiếm tiền. Đóng tiền học cho con hả? tới tấp. Qua. Wow. Tới ngày đóng thì đúng rồi, chứ than gì để kiếm tiền rồi nha cả nhà. À, cái đầu tiên bắt đầu nha cả nhà. Cả nhà cùng vô xem theo dõi hai vợ chồng kéo rọ cả nhà ơi. Cái đầu rồi. Trời ơi sao kỳ vậy cả. Nó cao phải cột trên ấy rồi, nó trơn lắm. Kéo gần xúc còn ngon hơn. Nó quắn lại đó, kỹ rồi kìa. Cái dây mua ra luôn rồi. Mua ăn mấy con tôm ra mẹ hết. Nào mà xúc đầu nó chắc phạt anh riêng kia. Con cấm hay gì á? Con còng bự á cha. Con còng hai con luôn. Bự hơn cua luôn. Rồi con cầm nó bự ghê không cả nhà. Trói nó không cả. Không chị, bỏ lại. Bỏ lại đó. Cầm bự hơn cua. Dữ vậy. Nó kẹp. Bắt luôn. Chắc dữ chứ bộ ha. Đây cua. Đang nó. Cái hai nữa mà cái này. Cái hai á. Nhảy em trên kia muốn hết hồn. Nhiều rồi, dữ dữ sao. Ừ. Nhảy mày. Bữa giờ dò cái con chết. Cái này. Đựng tôm bự vô nha cả nhà. Tôm bự bán. Con này được không cả? Con này thấy nó được. Ôi, nó nhảy rồi. Ghê, nhảy ghê. Nhảy y như là phim sáo đen luôn. Tung. Còn con đó thấy đen đen đó mình đưa. Con nhỏ quá. Đúng. Rồi. Nó bị. Đúng. Đúng. Cho cả nhà xem con tôm mà nó bự. Nghe nha. Đã ghê. Ghê. Bự
nhanh dữ vậy. Tháng rồi á. Tháng này nó bự cỡ đó là đúng rồi đó cha. Tháng chưa? Được tháng rồi đó. Rồi nó búng vô, nghe còn con bự nữa nè. Lóng đầu nó ra bún nước dần từng té. Lột nhỏ đâu có trơn cả ha. Con còn cua. Cua rất chất ớt quá. Thấy trớn ảnh nè. Ôi chắc chắc nha. Chắc hả? Chắc hả? Chắc hả? Bắt được rồi nha. Nhìn không đoán hình nền, không có chính xác vậy hả? Nè, cô nhỏ hả? Ừ. Chứ không phải cô đó hả? Không phải. Cái này mới đúng nè.
không phải bự không, nhỏ hơn nhiều phải không? Nhỏ hơn nhiều bằng cái móng tay vậy nè, bằng cái móng tay vậy nè, chứ đâu có bự vậy đâu. Đứng này lẹ chứ gì. Con này. Đó, vô. Ừ, có con này nó vô. Nè. Nè, anh cỡ đó rồi đó. Nè nha. Thả nó bốn tay à. Không mà không vô rồi, nay được cái này. Ừ. Nãy hồi nhảy xuống sông rồi ăn. Chết vợ, ăn cơm dê ăn chết. Thôi nhảy đi. Cá gì? Ừ, con cá chứ. Cua. Cua. Một con cua. Ăn tôm hay rau, tôm ta. Anh ăn tôm người ta hết trơn hay gì đó. Cứ để cái đầu lại. Cái hay gì cả. Trời. Một cái cả nhà ơi. Cua. 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 Dữ lắm. Đang tóc bào luôn. Anh đang chắc ghê lắm. Đang lùi cốm hình.
cơm không? Ăn cơm. Cơm thiệt quá. Cơm luôn. Ờ, đã không? Ờ, cơm rồi cả nhà. Ờ. Ờ, nhà thấy không? Cốm quá ngon, cốm rồi nha, thấy không, hở mù luôn nè, thấy hở mù cái nha. Ừ, đó. Cốm mà hay quá ha. Trong người mà cái nha. Xin cò luôn cả nhà. Để giờ kiếm được con cốm mà bự vậy nha cả nhà. Khó lắm. Lâu lâu mới có một con thôi. Con đã trúng quân rồi. Để nhà ơi. Nhà trúng quân. Con đi quậy lên kìa. Bắt luôn. Quậy nó cứng mình. Bỏ vô đó luôn. Bỏ vô xong, 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 xong. Chưa chắc cũng 100 rồi đó. Bỏ hết đi. Hả? Bỏ hết đợt này thôi. Cốm cốm này nè, cốm nè, cốm tôm, cốm lọc, cốm nè, cá kìa, nè coi nó lọc cái vỏ này nè. À, trời ơi nó lọc mê y như cua cốm hả? Cái này lưới nhỏ nhỏ, tôm nhỏ có không có trời nữa hả? Lưới nhỏ nhỏ nhiều bầy quá. Cua nữa. Còn chạy nó đi. Có cá chẽm hay cái đó, cái đó vô. U đâu nó ăn, nó đi đâu đó hay ta? Ăn đi để xác lại rồi. U đâu ngon rồi. Có đói ngập u á. Nó đi đường nào ra ta? Cua ăn thì không đi. Rồi được con cá đói rồi cả nhà ơi. Bắt không hả thằng? Rồi cho xuống đây nó quậy rồi cho đỡ buồn. Mềm.
có mềm nhiều ghê ta. Chuẩn bị nó lột á hả? Lột. Lột nó lớn nữa gì. Cái này cái nữa hả cha? Còn hai cái nữa. Không mới đó qua nữa được rồi. Hai cái nữa cả nhà. Hai cái nữa nha cả nhà. Được con thẻ nè cả nhà. Nó to. Hình như. Đó, thẻ hình như. Này cục được mất, đâu có cua, đâu có cua nhỏ này nữa nè, đi vào con tôm nữa nè, kéo gì thấy. Đâu có cua nhỏ ở đây nữa nè, nó nó vậy. Đừng lỗ gì. Rồi có con chú. Mình đi bắt chú không? Mình xíu nó bự rồi chứ nè. Đôi con đây còn nhỉ đây. Còn đúng rồi, rồi. Đây còn nữa. Này bắt được không ta? Được rồi. Hả? Được rồi, được rồi. Nó không được rồi. Rồi. Bỏ nó xuống đi. Cái nữa cả nhà ơi. Cá nữa nha cả nhà, cuối cùng. Cái cuối cùng.
Dạ trời ơi, thích vốn. Mình thích vậy. Cho nó ăn luôn. Ủa nó rất lợi. Cá hầu hả? Cá hầu dân tộc Việt Nam hả? Đây nha. Cái đoạn cuối tình yêu này coi có nó có hên không? Cá này ngon ạ. Nghe miệng trống. Hên luôn. Đẹp con cơm luôn. Rồi ra đây xuống nó bỏ ghê lên cái ha. Rồi con cua, con bò ơi, cả nhà ơi. Cái cuối tình yêu rồi cả nhà ơi. Cái cuối này nó thơm quá, kẹo thơm quá. Này nó có chừng biết cái chân ca kìa. Cái cuối tình yêu nó thơm quá là thơm. Thơm y sầu riêng. Ra anh tôi đi ca. Rồi xử con rít. Bà ảnh cảm chắc không? Chắc không? Cứng rồi. Đụng lúa ảnh nha cả nhà. Thì chơi. Vô hoành hành đây. Đau đầu với cái anh cua này đúng không? Cảnh 10 giờ đi trước chị Vi nữa. Đây. Con cái cho bỏ vô. Dạ, trời ơi. Cái này nó cạn quá cơ ha. Con khúc nè. Vậy đó. Ừ. Bữa mình tính làm cái gì mà này đừng đỡ cả nhà chứ không có tính đựng cơm đâu. Này phải làm cái rổ nhỏ thôi. Bự mình cá đói vô nữa thì kìa. Bỏ nó xuống đi để nó ngọt. Bạn cứ cứ nhặt cái mấy con nhỏ đó. Nó cũng tương nhỏ đi. Nó ngọt hết. Ở vô nha cả nhà. Vô. Dựt vào kho. Đỏ. Dựt như đây cơm lớn nha cả nhà. Đó. Lớn như đây nha cả nhà, 5-6 ký. Mấy con cua. Mấy cua này nha cả nhà. Đó. Con tôm mình thả vô. Đây, mấy con tôm nữa nè. Mấy con tôm thả lại. Đó. Còn bé quá. Thả lại nha cả nhà.
Rồi, thành quả của vợ chồng hôm nay nha cả nhà. Nhà vô xem thấy hay thì thương nào, anh Trinh Chi mình cho mình anh Trinh Chi một like và nút chia sẻ nha cả nhà. Bữa nào mình làm món thôi cả nhà ha. Vợ bắt đưa con đi học rồi, không có làm món cho cả nhà xem được nha. Cả nhà thông cảm nha. Tạm biệt cả nhà nha. Này con cua cốm này mới giữ rồi cả nhà. Tranh thủ về đặng rước con cả nhà ơi. Ba đứa đi học rồi vô rồi phải ráng rước nó chứ giờ 10 giờ phải rước nó đi thi nữa cả nhà. Đi thi à. Cốm. Giờ phải đi tranh thủ đi ra rước. Trễ à. Tranh thủ về đi anh.